Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Ở buổi hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau học 30 bộ thủ đầu tiên trong phần 214 bộ thủ chữ Hán. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học 30 bộ thủ tiếp theo các bạn nhé. Đầu tiên là bộ thủ số 31. Bộ này là bộ vi, có nghĩa là bao bọc. Có 3 nét này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Thì nếu các bạn nhớ, bộ số 31 này, bộ vi này trông rất giống bộ khẩu hôm trước chúng ta học đúng không? Đây. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ấy, thì bộ khẩu nó giống như một cái hình thang đúng không nhỉ? Có cái đáy trên to hơn đáy dưới đúng không? Thì bộ 31, bộ vi này nó là một hình vuông, vuông thành sắc cạnh luôn đúng không nhỉ? Nó không tạo ra dạng giống như là hình thang. Các bạn cùng xem một số kanji điển hình này, ví dụ chữ tứ của N5, tứ có nghĩa là 4 đấy. Chữ hồi của N4. Ví dụ trong từ mawaru, xoay vặn này, hay hồi này trong từ các bạn nào mà xem bộ anime Jujutsu Kaisen ấy thì có cái chữ hồi này nhá. Chữ khốn này, N3 này trong từ komaru hoặc là konnan, khó khăn. Chữ vi của N2, vi này trong từ phạm vi hani hoặc là kakomu là bao vây. Chữ tù của N1, đây các bạn thấy là đúng hình là một gì nhỉ? Một người đang bị vây bốn xung quanh đúng không? Thì nếu như chữ khốn, chữ vi và chữ tù nó có đúng dạng vuông như hình bộ vi này thì tứ và hồi lại hơi khác một chút. Đấy, tứ và hồi các bạn thấy ở cái dạng ngoài này nó lại giống giống như bộ khẩu đúng không? Nhưng mà nó là bộ vi các bạn nhé, các bạn lưu ý những cái chữ mà có cái phần ngoài là dạng vuông và có thành phần ở trong như thế này ấy, thì thông thường nó sẽ là bộ vi chứ không phải là bộ khẩu. Tiếp theo chúng ta có bộ số 32 là bộ thổ. Bộ thổ có nghĩa là đất và thông thường những cái bộ thủ này liên quan đến đất. Đây là một bộ thủ quan trọng và đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Chúng ta có này, nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số kanji điển hình của chữ thổ gồm có chữ thổ của N5, thổ là đất này, tochi. Địa N4, đây là chữ địa nhá. Địa trong từ địa lý, chi đi chẳng hạn, hoặc là từ chi hô, địa phương. Phản N3, phản là con dốc, xa cờ. Chữ thành, siro là N2, hoặc là chúng ta có vạn lý trường thành đấy, là gì nhỉ? Chojo đúng không? Bandi no chojo. Bồi của N1, bồi này là trong từ bồi dưỡng, bồi đắp. Tất cả đều có liên quan đến đất đai đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ số 33 là bộ sĩ. Bộ sĩ có nghĩa là học trò. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Bộ sĩ này khá là giống bộ thổ. Tuy nhiên các bạn lưu ý ấy, nếu như bộ thổ đó là gì? Cái nét đầu tiên đúng không nhỉ? Đấy, cái nét ở trên ấy, cái nét ngang ở trên nó ngắn hơn. Nét ngang ở dưới thì bộ sĩ lại ngược lại. À, nét ngang ở trên sẽ dài hơn nét ngang ở dưới nhá. Đây là một Hán tự luôn. Một số kanji điển hình của bộ sĩ chúng ta có chữ mại của N5. Đây cái phần ở trên, phần trên của nó đây là bộ sĩ này. Chữ thanh, mại này trong từ thương mại đúng không nhỉ? Hoặc là trong động từ ư dự là bán. Chữ thanh koe là giọng. Âm thanh onse của N4. Chữ tráng của N1. Tráng này trong từ tráng kiện đấy, hay là tráng sĩ. Tiếp theo chúng ta có bộ số 34 là bộ truy. Bộ truy có nghĩa là đến sau. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Bộ này thì không có nhiều kanji điển hình lắm đấy. Đồng thời đây cũng là có một bộ trông rất giống cái bộ truy này các bạn nha. Đó là bộ suy. Đây, bộ suy là bước đi này, bộ truy là đến sau. Thì mặc dù trong 214 bộ thủ tách ra làm hai bộ, nhưng mà hiện tại ấy, là người ta cho rằng hai bộ này được gộp vào một các chữ Hán, bởi vì là cái dạng viết của bộ suy này thì bây giờ rất là ít dùng. Tùy vào từng cái phông nền soạn thảo có thể có dạng như thế này, nhưng mà thông thường nó sẽ ra cái dạng giống như là bộ truy đấy. Thì chúng ta có kanji điển hình của bộ truy là chữ đông, fuyu của mùa đông đúng không nhỉ? Kanji N5.
Bộ suy nhá, bộ suy thì cách viết thì cũng giống như là bộ truy, nét thứ nhất, nét thứ hai. Tuy nhiên là cái phần số, cái nét thứ ba này nó sẽ nhô lên một chút như thế này. Đấy. Và kanji điển hình chúng ta thấy có đây là chữ hạ, natsu, mùa hè của mục N5, và chữ biến đúng nhỉ? Kawaru, thay đổi, hoặc là chữ từ henka, biến hóa, thay đổi của N3. Các bạn thấy là nếu mà ở dạng phông nền như thế này thì nó chính là bộ truy đúng không? Nhưng mà nếu xếp chính xác thì nó là bộ suy đấy. Đấy, chính vì như vậy cho nên bây giờ người ta coi như là hai cái bộ này là một luôn. Tiếp theo chúng ta có bộ 36 là bộ tịch. Bộ tịch có nghĩa là buổi tối. Đồng thời đây là một hán tự nhá, một kanji luôn. Các bạn đã biết chữ này đọc là yu đúng không nhỉ? Trong từ yugata là buổi chiều tối đúng không? Kanji điển hình của chúng ta đó là chữ đa. Ôi này, gồm có hai bộ tịch kéo lại với nhau của N5, chữ dạ yoru của N4 và chữ mộng yume của N3 là ước mơ, giấc mơ. Thì chúng ta thấy là tịch là buổi tối, thì những cái hán tự nó cũng gần gần liên quan đúng không? Chữ đa thì chưa tìm thấy sự liên quan tới buổi tối, nhưng mà chữ dạ là đêm hoặc là mộng là giấc mơ thì có liên quan rồi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 37. Bộ 37 là bộ đại, là to lớn. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé, một kanji. Nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình của chữ đại. Thứ nhất đó là chữ đại của N5 là to lớn này. Ví dụ như là Oki đúng không? Hay là gì nhỉ? Hay là trong từ Daigaku, đại học chẳng hạn. Chữ Thái của N4 là có thêm một cái nét chủ nữa. Thái này trong từ Thái Bình Dương đúng nhỉ? Taiheo. Chữ kỳ của N3 nhé, chữ kỳ này trong từ kỳ tích, kiseki, hoặc là kỳ quái, kỳ lạ, kikai. Chữ khế của N2, khế này trong từ khế ước. Tiếng Việt mình cũng có từ khế ước đúng không? Có nghĩa là giao kèo, hợp đồng đấy. Thì trong tiếng Nhật nó là từ keiaku, ghép chữ khế và chữ ước lại với nhau. Và đây là chữ phấn của N1. Chữ phấn này trong từ hưng phấn, cô phương, hoặc là từ phương ki, phấn khởi. Đây cũng là một bộ có khá là nhiều chữ Hán. Các bạn có khá nhiều chữ Hán được tạo thành từ bộ này. Các bạn hãy ghi nhớ cẩn thận. Tiếp theo chúng ta có bộ 38, đó là bộ nữ. Bộ nữ là một bộ chữ Hán quan trọng, có khá nhiều chữ Hán cấu thành nên nó. À xin lỗi, nó cấu thành nên khá nhiều chữ Hán. Các chữ Hán bộ nữ ấy, thông thường nó sẽ mang cái nét nghĩa của cái bộ này, đó là liên quan đến con gái. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số kanji điển hình chúng ta có thể theo dõi. Đầu tiên là chữ hảo của N5, suki này, là thích này. Hoặc là trong từ koi đúng nhỉ? Chữ hảo ý có nghĩa là thiện cảm đấy. Chữ muội của N4, muội là em gái đúng không? Imoto. Chữ nương, musume, là con gái này. Chữ tư, N2, sugata là dáng điệu đúng không nhỉ? Hoặc là trong từ shise là tư thế hoặc là thái độ. Đây là chữ giá, N1, yome, có nghĩa là cô dâu hoặc là đi lấy chồng. Thì các bạn thấy là gần như những cái chữ này nó đều liên quan đến con gái đúng không? Chữ tiếp theo, bộ tiếp theo đó là bộ tử. Bộ tử này có nghĩa là con, đây đồng thời là một chữ Hán luôn các bạn nhé. Thì ở đây có hai dạng, dạng này là dạng chữ đứng đơn lập, và đây và bên này ấy, là dạng mà khi ở bên tay, thường là ở bên tay trái của các chữ khác thì nó sẽ hơi hơi biến đổi một chút cái nét số 3 đúng nhỉ? Nó sẽ không ngang hoàn toàn mà nó sẽ có dạng như thế này. Thì nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba bên này cũng tương tự các bạn nhé. Một số chữ Hán điển hình của bộ tử, những chữ Hán bộ tử thì thường nó sẽ liên quan đến con trẻ đúng nhỉ? Ví dụ như là chữ học trong từ Daigaku hoặc là từ Gakuse chẳng hạn của N5 này, chữ tự của N4 đây, ví dụ Hán tự đây, kanji này là chữ nhá, chữ tồn của N3, tồn trong từ tồn tại, son dai, chữ tôn của N2, chữ tôn này có nghĩa là cháu đúng nhỉ? Ở trong tiếng Việt mình có từ
tử tôn đấy, có nghĩa là con cháu đấy, thì tiếng Nhật nó có từ shizon, hay là từ mago là âm kunyomi của chữ tôn, có nghĩa là cháu. Chữ cô của N1, cô là cô đô cự đấy, có nghĩa là cô độc, hoặc là trong từ gì nhỉ, trong từ cô đít sự cô lập chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có bộ số 40 là bộ miên. Bộ miên có nghĩa là mái nhà. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số chữ Hán điển hình của bộ miên, chúng ta thấy nhá, nó sẽ thường liên quan đến nhà đúng không? Đầu tiên là chữ An. Chữ An của N5 có nghĩa là an toàn, an gen hoặc là rẻ đúng nhỉ? Nhà suy gồm có ở trên là bộ miên và dưới là bộ nữ, thì nó có nghĩa là khi một người phụ nữ ở dưới một mái nhà ấy, thì cảm giác rất là an toàn, rất là yên tâm đúng không? Chữ thất của N4 này, chữ thất này có nghĩa là phòng đấy, xích sự, ví dụ trong từ kyo xích sự chẳng hạn là phòng học. Chữ tẩm của N3 neru là ngủ. Chữ liêu của N2 dio là ký túc xá, hay là chữ cung N1 cung điện kyuden. Các bạn thấy là đều liên quan đến nhà đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sang bộ 41. Bộ 41 là bộ thốn, tên khá là lạ đúng nhỉ? Thì chúng ta quan tâm đến nghĩa của nó là có nghĩa là tấc nhá, một đơn vị đo ngày trước. Đây là một chữ Hán luôn. Một số Hán tự điển hình thì cái chữ này nó sẽ những cái chữ Hán đi kèm ấy, cái nét nghĩa của nó sẽ không không giống như chúng ta hình dung lắm. Đấy. Ví dụ các bạn thấy đây là chữ tự là N5 Tera này, là chùa, hoặc là trong từ gì nhỉ? Di các cự đấy, có nghĩa là chùa. Chữ đối là N4 trong từ han tai phản đối chẳng hạn. Chữ chuyên của N3 Semon, từ này các bạn nào mà đi du học thì rất là quen rồi đúng không? Chữ đạo của N2 Michibi, hoặc là trong từ Do New, hoặc là từ Sido chỉ đạo. Chữ thọ của N1 đấy, Jumio tuổi thọ bình quân, Heikin Jumio tuổi thọ bình quân nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ số 42 là bộ tiểu. Bộ tiểu có nghĩa là nhỏ, đồng thời là một chữ Hán luôn. Có hai dạng này. Dạng thứ nhất đó là dạng chữ tiểu như thế này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Dạng thứ hai là nó hơi ngược một chút các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái phần nét thứ hai và nét thứ ba nó giống như là nó viết ngược lại. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Một số chữ Hán điển hình chúng ta có chữ thiểu, skunai, hoặc là skoshi, hoặc là từ số sư đúng không, kiểu số đấy. Chữ đương của N3, đương này trong từ tan tô đản đương, và chữ thượng của N1, thượng này trong từ cao thượng hoặc là hòa thượng nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 43 là bộ uông, có nghĩa là kiễng chân. Bộ này thì cũng không phải là một bộ quan trọng lắm, bởi vì cái số Hán tự mà được hình thành từ bộ này không nhiều. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này và nét thứ ba. Chúng ta có chữ Hán điển hình nhất của bộ này, đó là chữ tự của N2. Chữ tự ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi chữ kinh đúng không? Chữ kinh. Đấy, và bên này là gì đấy? Bên này là bộ uông và nét chủ đúng nhỉ? Chữ tự này trong từ sư cự, có nghĩa là làm việc, tìm được việc, hoặc là từ siêu sô cự. Tiếp theo chúng ta có bộ số 44. Bộ 44 là bộ thi. Bộ thi, đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Thì bộ này nó có nghĩa là xác chết. Đấy, những cái chữ nào mà có nghĩa liên quan đến xác chết thì sẽ thường có ở cái bộ này. Nhưng mà một số kanji điển hình ở đây ấy, thì lại không có nhiều chữ quen thuộc, cho nên là những cái chữ này các bạn học thêm để biết thêm thôi nhá. Còn sau này các bạn học lên cao thì các bạn sẽ gặp một số cái bộ mà gì nhỉ, một số cái chữ mà nó liên quan theo cái nghĩa là xác chết như thế. Ví dụ chúng ta có chữ ốc N4 này, có nghĩa là phòng đúng không? Ví dụ heya, chữ bộ và chữ ốc cách đọc đặc biệt này. Hoặc trong từ okuyo là gì nhỉ, là tầng thượng. Chữ gì đấy, chữ cư của N3 đúng không? Cư này trong từ kyoju là cư trú. Chữ triển của N2 trong từ phát triển, hạt tên, hoặc là từ tên ra là triển lãm.
chữ niệu của N1. Niệu này trong từ tiết niệu nhé, có nghĩa là nước tiểu. Đây. Tiếp theo chúng ta có bộ số 45 là bộ triệt. Bộ triệt có nghĩa là cây mới mọc. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Đây là một chữ Hán luôn. Và kanji điển hình của nó chúng ta có chữ đồn. Đồn trong từ đồn trú của N1 ấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 46 là bộ sơn. Đây là một bộ cũng tương đối quan trọng. Đồng thời là một chữ Hán và nó có nghĩa là núi. Những cái chữ Hán mà thuộc bộ sơn ấy, nó thường liên quan đến núi. Ví dụ các bạn có chữ ngạn của N3 này. Đây, chữ ngạn của N3. Ngạn này trong từ tả ngạn, hữu ngạn, đúng nhỉ? Có nghĩa là bờ, kishi hoặc là gan. Chữ băng của N2. Băng này trong từ băng hoại. Đấy, có nghĩa là sụp đổ này. Hoặc là trong từ kuzuredu, âm kuyomi của nó có nghĩa là lở, vỡ. Chữ đèo N1, toge, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 47 là bộ xuyên. Bộ xuyên có nghĩa là sông. Ví dụ nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba. Cách viết, một cách viết nữa của bộ xuyên đó là như thế này. Nó hơi gập một chút nhá. Một này, hai này và ba. Đấy. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ xuyên N5, kawa. Hoặc là âm onyomi sẽ là sen. Ví dụ trong từ kasen, đúng không? Kasen là sông ngòi nói chung. Chữ châu của N2. Đây các bạn thấy là chữ châu này có thêm gì nhỉ? Có thêm những cái nét phẩy như này. Đây là chữ tuần của N1 nhá. Tuần này trong từ tuần tra này, junsa, junsa hoặc là trong từ meguru, đi vòng quanh, dạo vòng quanh. Nó chính là cái ngữ chữ Hán tạo nên ngữ pháp nanyani o megutte, có nghĩa là xoay quanh của N2 đấy. Tiếp theo chúng ta sang bộ số 48, đó là bộ công. Bộ công này có nghĩa là thợ. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Đây là một chữ Hán luôn. Một số Hán tự điển hình của bộ công chúng ta có chữ tả. Chữ tả hidari, đúng nhỉ? Của N5 có nghĩa là bên trái này. Chữ sha của N3 có nghĩa là chênh lệch, đúng không? Sa, âm cơn của nó là sa sự. Chữ xảo của N1, takumi, khéo léo, hoặc là âm onyomi là cô nhé. Ví dụ từ cô miều, xảo diệu, tinh xảo, tinh vi. Bộ 49 là bộ kỷ. Bộ kỷ này có nghĩa là mình hoặc là can thứ 6. Can thứ 6 đây xếp theo thứ tự các can, đúng nhỉ? Kỷ, ví dụ các bạn từng nghe thấy kỷ mão hay là kỷ sửu vân vân, đúng không? Đấy, thì chính là cái chữ kỷ này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này và nét thứ ba. Đấy, đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhé. Kanji điển hình chúng ta có chữ cải của N3, aratamaru, aratameru, hoặc là cai các cự, cải cách. Chữ kỵ của N1, kỵ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là kiêng khem, đúng không? Đấy, hoặc là tối kỵ đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 50. Bộ số 50 đó là bộ cân. Bộ cân mang nghĩa là khăn mũ. Đây đồng thời là một chữ Hán. Và các chữ Hán thuộc bộ cân này thường liên quan đến khăn, đúng nhỉ? Liên quan đến vải. Đấy, ví dụ các bạn theo dõi chữ thị. Chữ thị của N4 này. Đây, thị này trong từ thành thị, đô thị. Ví dụ như là Hà Nội Si, đúng nhỉ? Hà Nội Si là thành phố Hà Nội. Hay là từ Tô Si là đô thị. Chữ bố của N3. Bố này có nghĩa là vải, đúng không? Nuno. Không phải bố này là trong từ bố tôi đâu nhá. Đấy, bố như vậy gọi là nó là âm thuần Việt rồi, không phải là âm Hán Việt nữa. Bố này là vải. Chữ mạo của N2, mạo này có nghĩa là mũ. Ví dụ các bạn có từ boshi. Boshi là ghép chữ mạo này với chữ tử để tạo ra. Chữ phàm. Chữ phàm của N1, đúng nhỉ? Chữ phàm này có nghĩa là buồm, cánh buồm. Đấy. Chứ không phải là phàm mang nghĩa là tầm thường. Phàm mang nghĩa tầm thường thì các bạn sẽ xóa cái bộ cân ở bên trái đi. Đây, chỉ còn cái bộ kỷ với lại nét chủ này thì là chữ phàm trong tầm thường. Tiếp theo
Chúng ta có bộ 51 là bộ can. Bộ can thì có nghĩa là khô, đây đồng thời là một chữ Hán. Và chữ can này sẽ là canxi N3, đúng nhỉ? Canxi điển hình của nó chúng ta có chữ niên N5 này, toshi hoặc là nen, đúng không? Ví dụ như là xin nên năm mới. Chữ bình N4, đúng nhỉ? N4 hoặc là N3. Thực ra là cái xếp theo N này nó chỉ mang tính tương đối thôi, bởi vì là người ta không công bố cái danh sách chữ Hán nào thuộc trình độ nào. Thì ở đây mình có lấy tham khảo ở một số giáo trình Hán tự, cũng như là tham khảo ở bảng quy chuẩn chữ Hán của các cấp thi năng lực chữ Hán nhé. Đấy, đấy là một kỳ thi, đấy là một kỳ thi dành riêng cho phần Hán tự. Cấp cao nhất sẽ là IQ và cấp thấp nhất là GQ. Thì thường ấy là các cấp GQ và QQ ấy nó sẽ là N5. Còn lại thì nó sẽ thay đổi, cấp NQ là N1, còn IQ thì là Hán tự trên N1, rất là khó. Các bạn nào mà nếu mà muốn thi kỳ thi này thì có thể tham khảo nghiên cứu thêm một số chữ Hán. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 52, đó là bộ yêu. Bộ yêu này có nghĩa là nhỏ. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba, thì đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Kanji điển hình chúng ta có chữ này là chữ ấu của N3, osanai, có nghĩa là nhỏ bé, ngây thơ này, hay trong từ yoji, đúng nhỉ? Ấu nhi có nghĩa là trẻ con, trẻ nhỏ. Chữ huyễn của N1, maboroshi, đấy, có nghĩa là ảo ảnh nhé, hoặc là trong từ genso, huyễn tưởng. Tiếp theo chúng ta có bộ số 53, đó là bộ nghiễm. Bộ nghiễm có nghĩa là mái nhà. Bộ này là một bộ tương đối quan trọng và tạo ra nhiều chữ Hán liên quan đến hình ảnh của mái nhà. Ví dụ chúng ta có chữ quảng N5 hiroi, hoặc là từ hiroba, đúng nhỉ, quảng trường, hoặc là cô có cự quảng cáo này, chữ độ N4 này, tabi, hoặc là độ, đúng không, nhiệt độ ấy, bao nhiêu độ thì dùng cái chữ độ này nhá, hoặc là lần chẳng hạn. Chữ phủ này, phủ trong từ chính phủ, safe N3. Chữ khố, kura là cái kho, hoặc là từ quen thuộc nhất với chúng ta chắc là từ gì nhỉ, từ dezoko, đúng không, có nghĩa là cái tủ lạnh. Chữ phế của N1, đấy, chữ phế của N1, ví dụ trong từ haiki, có nghĩa là chữ phế và chữ khí, là từ bỏ, bãi bỏ, hay âm kunyomi của nó là sutareru. Thì thông thường những cái chữ cao cao N1 thì mình nói qua qua thôi, các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy, đây là video chúng ta học bộ thủ chứ không phải là học kỹ từng chữ Hán, nên là các thông tin thêm ấy mình chỉ nói rất là lướt thôi. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 54, đó là bộ dẫn. Bộ dẫn này có nghĩa là bước dài. Nét thứ nhất này, các bạn lưu ý nhá, nét thứ nhất nó chỉ dừng đến đây thôi. Đấy, sau đấy chúng ta chuyển sang nét thứ hai và nét thứ ba đây. Một số chữ Hán có bộ dẫn, ví dụ chữ kiến, tateru, hoặc là kenchiku, kiến trúc, N4 này, chữ diên của N2, nobasu, kéo dài, đúng nhỉ, kéo dài một cái lịch trình, một cái dự định gì đó, hoặc là từ encho, đúng không, encho enki, có nghĩa là kéo dài này. Chữ đình của N1, đình này trong từ triều đình nhé, chote, hoặc là từ hote, là pháp đình, có nghĩa là tòa án. Tiếp theo, chúng ta có bộ số 55, nó là bộ củng. Bộ này có nghĩa là chắp tay, thì bộ này cũng không tạo ra nhiều chữ Hán lắm. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba, chúng ta có chữ Hán của nó, đó là chữ tệ của N1. Đấy. Chữ này là tệ trong từ hê xạ, có nghĩa là khi mà gọi một cách khiêm tốn, đúng nhỉ, xưng một cách khiêm tốn công ty mình ấy, sẽ là chữ tệ và chữ xã ghép lại với nhau, hê xạ là công ty chúng tôi, hay là hay mình trước đây nếu mà các bạn xem phim hay có cái từ tệ gọi là tệ xá đấy, có nghĩa là chúng tôi, công ty chúng tôi. Hoặc là hê gai, tệ hại này, nói chung là cái chữ này nó mang nghĩa là không tốt, đúng nhỉ, tệ trong từ tệ nạn, tệ hại. Có một chữ rất giống cái chữ tệ này, đó là khi các bạn thay cái bộ củng này bằng bộ cân, bộ cân vải nãy chúng ta học ấy, thì nó ra chữ gì nhỉ, chữ tệ có nghĩa là tiền tệ. À,
cũng là kanji N1 luôn nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ 56, đó là bộ giặc, tên khá là lạ đúng không? Bộ giặc này có nghĩa là cái cọc. Thì đây là một chữ Hán luôn. Nét số 1 này, nét số 2 và nét số 3. Chúng ta có Hán tự của nó, Hán tự điển hình của nó, chúng ta có chữ thức Shiki N4. Ví dụ các bạn có một loạt nghi thức đấy, Sotsugyo Shiki lễ tốt nghiệp, hay là Nyugaku Shiki lễ nhập học. Chữ nhị của N1 này, các bạn lưu ý này, bình thường ấy, bình thường khi mà chúng ta viết chữ nhị số 2 thì nó là gì đây, nó chỉ có hai nét thôi đúng nhở, nhưng mà trong trường hợp là văn phong trang trọng đấy thì chữ nhị của chúng ta sẽ là chữ này các bạn nhé. Tương tự chữ nhất người ta cũng sẽ dùng một chữ khác chứ người ta không dùng cái một dấu gạch ngang đâu. Tiếp theo chúng ta có bộ số 57 là bộ cung. Bộ cung đồng thời là một chữ Hán luôn. Đấy, cung là cái cung rồi. Thì chúng ta thấy là rất là giống hình ảnh cái cung đúng không? Đây là một chữ tượng hình. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, và nét thứ ba kéo từ đây xuống. Một số chữ Hán liên quan. Những cái chữ Hán mà có bộ cung ấy, thông thường nó liên quan đến cái, liên quan đến dây. Đấy, liên quan đến cái sự căng. Ví dụ chúng ta có chữ cường, Cioi của N5 này. Đấy, hoặc là chữ cường này trong từ Benkyo đúng không nhỉ? Học hành, học tập. Chữ dẫn, Hi cự của N4. Chữ chương của N3, Haru là căng đúng không? Hoặc là trong từ Sucho, Kincho đi công tác, hoặc là Kincho có nghĩa là căng thẳng. Chữ đạn của N2, đạn này là viên đạn nhé. Đấy. Chữ huyền N1 có nghĩa là dây đàn. Tsuru. Tiếp theo chúng ta có bộ 58, đó là bộ ký, hoặc là tên gọi khác của nó là bộ kệ, có nghĩa là đầu nhím. Nét thứ nhất này, nét thứ hai và nét thứ ba. Một dạng khác của nó là như thế này, nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Hán tự điển hình ấy, chúng ta có chữ đương này, thực ra bộ chính của nó là bộ tiểu ban nãy chúng ta đã học chứ không phải là bộ ký nhá, nhưng mà nó có một cái phần cấu thành đó là bộ ký đấy, cho nên là ở đây mình có đưa ra đúng nhỉ, chữ đương của N3 trong từ tanto đảm đương này, hay là âm cương của nó là ataru ateru đấy. Chữ vị của N1 này, từ này rất là quen thuộc nếu các bạn ôn thi, trong từ goi đúng nhỉ, goi là từ vựng, thì nó có cái phần trên cùng là bộ ký, tiếp theo là bộ gì nhỉ, bộ mịch đúng không, và dưới là chữ quả này. Tiếp theo chúng ta có bộ 59, đó là bộ bộ sam. Bộ sam có nghĩa là lông dài. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta có một số chữ Hán điển hình của nó gồm có chữ hình katachi của N3, hoặc là trong từ keishiki là hình thức này, chữ ảnh kage của N2, hoặc là trong từ gì đây, trong từ eikyo đúng không, ảnh hưởng. Chữ thái N1 nhá, ikidoru, hoặc là từ sắc thái đúng không nhỉ, shikisai, hay từ ta sai. Tiếp theo chúng ta có bộ 60. Bộ 60 là bộ sách, có nghĩa là bước ngắn. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Cái bộ này thì nhìn nó cũng khá là dễ nhầm với lại bộ nhân đứng đúng không? Đây, nhưng mà bộ nhân đứng thì nó sẽ không có cái phần trên này mà nó chỉ có cái nét thứ hai với nét thứ ba thôi. Các bạn lưu ý nhá. Một số Hán tự của cái bộ này chúng ta có chữ hậu này, ato ushiro đúng nhỉ? Của N5 này, chữ phục của N4, ví dụ trong từ fukushu ôn tập, chữ đắc eru, hoặc là trong từ tô cự đúng không nhỉ, đấy, tô cự là đắc ý, tâm đắc. Chữ tùng shitagau, tùng hoặc là tòng là tuân theo, N2, và chữ tuần trong từ dương cần là tuần hoàn của N1 đó. Thì ở video này chúng ta nghiên cứu tiếp 30 bộ đến bộ 60 nhé. Ở các video tiếp theo chúng ta sẽ học 30 bộ tiếp cho đến khi nào mà hết các bộ thủ thì thôi. Thì khá là nhiều bộ thủ và cũng là một phương pháp mà có nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì bảo là tôi cũng không cần học bộ thủ gì cả mà tôi cứ học luôn Hán tự thôi. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì nên học bộ thủ, bởi vì bộ thủ nếu mà nắm được các bạn sẽ nhớ được cấu thành của chữ Hán, các bạn sẽ nhớ được cách viết chữ Hán, các bạn và thậm chí là nhiều khi là
các bạn còn còn dễ dàng tưởng tượng ra những câu chuyện để làm cho cái việc học nó không còn nhàm chán, đúng nhỉ? Thì cố gắng theo dõi các video và ghi nhớ những kiến thức này để phục vụ vào việc học Hán tự một cách hiệu quả nhất. Và nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể tham khảo các khóa học online của anh CNC. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.